Giờ mình thay đổi lên chế độ mình định lượng thử cho nó là 500g ha, chế độ nhiều lên mình biết. Này cho chạy chế độ bán tự động thôi. Đó là căng ở đầu định lượng thấy không? Đó căng ở đầu định lượng, chế độ nửa ký. Lượng xong nửa ký nè, nó báo hiệu ở đây, tao mình sẽ nhấn nút đây. Xả này, nửa ký. Xong, sau khi xả xong, máy tiếp tục, nó sẽ định lượng tiếp. Chỉnh thông số ở 50g ấy thì định lượng nhanh hơn nhiều lần. Máy này có trọng lượng 100g, 200g, nửa ký hoặc 700g, 1 ký. Rồi tắt máy ha, chào bấm lên. Thì xong mình sẽ tắt nước nguồn đây. Thì tắt CB xuống. Rồi tắt máy.